Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ coi về cô nàng cô bé lọ lem ở thế kỷ 21, Natalia Vodianova, hay còn gọi là Supernova, đã vừa cưới được thái tử của nhà LV Louis Vuitton. Cho dù đã có 5 con, cô khi mà nhỏ đã từng là bán hàng rong, và trước khi mà cưới hai chồng siêu giàu này đó, thì chồng thứ nhất là một quý tộc tỷ đô người Anh, đã giàu nhưng mà đã là quý tộc nha, là lãnh chúa thời phong kiến, sở hữu những cái diện tích đất đai lên tới cả tỷ đô. Và năm 19 tuổi thì khi cô làm người mẫu thì cô đã cưới anh ta, và khi đã có ba con trai, một trai hai gái với người chồng đầu tiên, thì cô ta chia tay vì chồng nghiện rượu và không quan tâm đến gia đình. Lúc đó là đang ở London, cô là một người Nga. Thì thái tử Louis Vuitton lúc đó đã để ý cô và hâm mộ đam mê cô, lúc đó mới tiếp cận, thì đã đề nghị anh sẽ cho ba đứa con của em đến học ở trường quốc tế ở Paris, Pháp. Thì cô mới nhận lời sống chung, và sống chung 10 năm rồi đẻ hai đứa con nữa là 5 con, nhưng mà chưa kết hôn. Cô ta sinh ra tại quê của Maxim Gorky, nhà văn nổi tiếng người Nga, mà cái tên con ông là Gorky có nghĩa là gì? Là cay đắng. Cha thì bỏ đi từ nhỏ, em gái thì bị tật nguyền, rồi gầy ốm, rồi quần áo rách nát không có mà mặc. Cô đã đi đến Moscow để ước mơ làm người mẫu mà đổi đời, và được qua Anh, Pháp, và thậm chí khi mà cô có bầu cô vẫn làm mẫu, và cứ bức ảnh mà cô chụp hình với cái bụng bầu đó hay xôn xao và là khiến cô càng nổi tiếng hơn. Khi bây giờ mà cô đã giàu có rồi thì cô lập những tổ chức từ thiện và mong rằng trẻ em được sống đúng với tuổi và không phải lo nghĩ về chuyện kiếm tiền mưu sinh. Cô tự ví mình là gì? Là Alice trong Sứ Giả Thần Tiên, cái người mà đã dám theo con thỏ để xuống hang sâu, phiêu lưu mạo hiểm để tìm một cái vận may cho cuộc đời mình. Cái này thì mình công nhận, thì gái Nga hay là gái Đông Âu rất là đẹp. Ngày xưa mình có quen một em Ukraine ở ngoài Phan Thiết, Ukraine đó, rất là cao và trắng. Thì cô sống chung với thái tử nhà Louis Vuitton tới 10 năm, đẻ hai đứa con là tổng cộng là 5, rồi mới đi kết hôn hôm qua hôm kia mà thôi. Chỉ sau khi mà hoàng tử Vuitton này yêu thương ba đứa con riêng trước của cô một cách trọn vẹn, nghĩa là khi cô chia tay, cô là siêu mẫu, cô chia tay với người chồng quý tộc tỷ đô, cô lấy đi ba đứa con luôn vì người chồng trước nghiện rượu. Không cần cái tiền tỷ đô của anh, tôi dắt ba đứa con đi, tôi nuôi. Con cái cô bây giờ được học những trường quốc tế đỉnh nhất Paris, London, đánh đàn piano, được vun đắp trong thế giới nghệ thuật thời trang. Một người phụ nữ mà có đã có chừng đứa con mà cái người đàn ông nào yêu thương và lo thực tế cho con cô ta như vậy thì cô nào không gật đầu, mà phải đợi 10 năm cô ta mới gật đầu. Và cô ta dạy con rất là hay và không cho con dùng điện thoại. Thời buổi giờ con nít dụ dỗ nó rất là khó, và phụ huynh nào vẫn nghĩ tới cách là cho nó có điện thoại chút cho nó yên chuyện. Từ làng quê nghèo của Nga mà đến quý tộc Anh rồi đến siêu quý tộc Pháp mà có 5 đứa con và kết hôn rất là giản dị kín tiếng tại phòng đăng ký Paris thôi. Thời Covid không ai dám tổ chức hoành tráng rành rang, post lên trên Instagram và cả thế giới đều biết hết. Cô là một cái gọi là gì? Một haute couture đỉnh cao. Một cô nàng sinh năm 1982, là thế hệ 8X, cực kỳ siêu mẫu thành công. Mà mình nể nhất cô ta là gì? 5 đứa con rồi mà cái dáng dấp và phong thái chắc là tập luyện dữ dằn lắm và có bí quyết. Cái vóc dáng cô ta vẫn là siêu mẫu, vậy là mới đáng nể, quá đỉnh. Xin cảm ơn các bạn đã coi mình bày tỏ sự nể phục về cô bé lọ lem thời hiện đại này. Nếu các bạn ủng hộ mình, xin hãy subscribe. Thank you.